Lê Trần Kim Linh. Tôi tên Hải Thị Yến. Tôi tên Nguyễn Ngô Hải Yến. Tôi tên Đỗ Hoài Nam. Tôi tên Cao Thanh Hiếu. Tôi tên Lê Quỳnh Bảo Trân. Tôi đến từ đoàn trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận. Tôi đến từ đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Tôi đến từ đoàn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền. Tôi đến từ đoàn trường Trung học Phổ thông Trần Khai Nguyên. Tôi đến từ đoàn trường Phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đến từ đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Tôi cho rằng mỗi hành trình là một cột mốc, mỗi lần về đích là một kỳ tích của bản thân. Và trên con đường chinh phục hội thi năm nay, tôi cảm thấy bản thân mình đã ngày càng trưởng thành, tư duy và sáng tạo. Và hãy ủng hộ cho tôi nhé! Đây là lần đầu tiên được tham gia và trải nghiệm hội thi đi tìm thủ lĩnh học sinh trung học phổ thông. Nhưng tôi luôn mang tâm thế sẵn sàng trước mọi chặng đường phía trước, vì tôi tin rằng thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực thì điều tưởng chừng như là thất bại sẽ trở nên thành công rực rỡ. Và các bạn hãy cùng chào đón chúng tôi trong trận chung kết đầy hứa hẹn này nhé. Đến với hội thi, tôi tin rằng đây là một sân chơi bổ ích để chúng tôi có cơ hội được gắn kết, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi sẽ vận dụng toàn bộ những kinh nghiệm và kiến thức của mình để chuẩn bị cho phần thi một cách tốt nhất. Hãy cùng chờ đón tôi và những người bạn khác tỏa sáng trong vòng chung kết nhé. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có thể là một mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ ấy luôn tỏa ra những ánh sáng từ sự nỗ lực cố gắng của các bạn trong từng khó khăn thử thách của cuộc sống. Những bạn thủ lĩnh luôn tỏa sáng với những ánh sáng mà họ tìm được trong quá trình học tập và rèn luyện tham gia cuộc thi. Các bạn ơi, còn chân chưa gì nữa mà không đồng hành cùng những ánh sáng ấy trong trận chung kết đầy hấp dẫn này nhé. Đến với hội thi, các bạn thủ lĩnh ai cũng tài năng và bản lĩnh. Thế nên tôi sẽ cố gắng, luôn luôn cố gắng và nỗ lực hết sức mình để gặt hái được thành công tốt nhất. Các bạn hãy ủng hộ cho tôi nhé. Đến với vòng chung kết của hội thi, tôi đã sẵn sàng để thể hiện sức trẻ, tinh thần thủ lĩnh và tỏa sáng hết mình. Bởi vì siêu năng lực chỉ xuất hiện khi ta là chính mình. Hãy cùng ủng hộ tôi và các bạn nhé. Gương mẫu, bản lĩnh, sáng tạo, nhiệt huyết, tiên phong, nhạy bén. Chúng tôi là thủ lĩnh học sinh trung